khi cưỡi lợn tại Nhật Bản. Mặc dù không ai biết đích xác lợn có tốc độ và sức chịu đựng như thế nào, nhưng đối với người dân Mikame, quận Ehime của Nhật Bản, dường như chúng là động vật hoàn hảo để cưỡi. Quận Ehime đã được biết đến như là một thủ đô sản xuất thịt lợn của Nhật Bản trong thời gian dài, và 25 năm trước, có ai đó đã đưa ra ý tưởng tuyệt vời để ăn mừng chiến thắng bằng cách cưỡi lợn trong sự kiện độc đáo có tên là Big Rodeo. Đó cũng là một phần trong lễ hội mùa hè Mikame hàng năm tại thành phố Seiyo. Sự kiện khá phổ biến này đã thu hút rất nhiều du khách. Du khách đến từ phương Tây vẫn chưa biết đến lễ hội này cho đến năm 2009. Khi một đoạn video YouTube đã được đưa lên, có rất nhiều tranh cãi xung quanh cuộc thi Big Rodeo vào thời điểm đó. Và có người, thậm chí một số người còn làm một bản kiến nghị trực tuyến để cấm sự kiện này. Nhưng trong 2 năm qua, hầu như không có những phản đối tương tự. Vậy Big Rodeo là gì? Cuộc thi Big Rodeo trên cơ bản cũng giống như các cuộc thi kỹ năng cưỡi và làm chủ những con ngựa của các chàng cao bồi. Chỉ có khác là cuộc thi này không hạn chế, chỉ dành cho người trưởng thành tham gia. Các thí sinh đội mũ bảo hiểm và miếng đệm đầu gối ngồi trên một con lợn trong khu vực nhỏ có rào xung quanh, có đường kính khoảng 30 mét. Mục đích của cuộc thi là giữ thời gian cưỡi trên ngựa càng lâu càng tốt. Nhưng đó là một việc không hề đơn giản. Những con lợn luôn muốn hất người cưỡi chúng xuống đất và chúng rất nhanh, do đó rất khó khăn khi giữ trẹn lưng chúng trong vòng vài giây. Hầu hết các thí sinh tham gia đều rớt xuống đất chỉ sau 2 giây, thời gian tốt nhất là dưới 5 giây. Người chiến thắng cuộc thi Big Rodeo hàng năm sẽ nhận được 50.000 yên. Từng có 10 con lợn được sử dụng trong sự kiện Big Rodeo và có khoảng 20 người đàn ông cùng 20 người phụ nữ tham gia. Những người phản đối cho rằng đây là những hành động tàn ác đối với động vật hơn là một trò vui. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo.